Mời các bạn xem màn biểu diễn đi cá kheo của em An. Em Đạt xem anh An đi cá kheo rồi. Sao đứng nhỏ ra ngã à? Cháu đi ra một vòng hướng nhà gió, một vòng quay lại. Cháu ngã. Vào cho bên này. Quá giỏi luôn. Giang đi được không? Giang đi được không? Để cho Giang đi một tí. Giang đi đi. Cho Giang đi. Đi đi. Ngã rồi, Giang đi đâu? Đi trèo lên. Đi vào cu. Đạt đứng gọn rồi con. Thôi.